con nha. Đâu có tiền đâu. Chọn nữa. Cứ đó ra có 40 cái lú và 40 lần cây rồi đặt kiếc rồi lấy còn có hai mấy cái lú. Cái thang đủ đó đó mình giữ đồng tiền đó mình đắp vào cái thang kiếc. Xin chào cô bác quý anh chị, thì hiện nay hơn 8 giờ từ đây tiếp tục chở mình vào phong bụi cùng đi lại lên đên trên xuồng. Tối nay đêm nay có dịp ngủ chung với anh luôn nha anh nha. Yeah. Con của anh đã chìm vào giấc ngủ, ngủ ở trên này luôn nè. Nghe tiếng máy ngủ vẫn quen đúng không? Trên này lắc lư ghê lắm. Sao nè, cái dụng cụ mà anh Từ dùng để thắp sáng cái bóng đèn điện này đó, nó là một cái bình ắc quy như thế này để ở trên đây. Mình thấy cũng nguy hiểm có mọi người, tại vì acid ở trong này nó sẽ ra đó. Đây là cái bình nước anh thường uống nè, rồi quạt nè, tất cả thiết bị điện thì anh phải dùng ắc quy này. Ngủ ngon không anh? Ngon đâu, hồi hộp. Sao vậy? Hồi hộp. Sợ mấy ông đi có gì không? Xỉn chưa? Trời đâu có gì xin nhê vậy? Dạ hả? Rồi tóc là... Bây giờ là ba xuồng. Ở xuồng ở xa tích bên kia thì hai vợ chồng của anh Ngẫu. Còn ở đây thì có anh Hồng, chỉ ngủ có một mình. Bên đây thì có anh Từ với lại con của mình. Cái xuồng dưới xe kia là xuồng của anh Ngẫu hả? Ừ. Là có vợ anh luôn nè. Ừ. Cho nên bốn, nếu mà sắm hết thì cỡ khoảng dùng 40 à. Mình hốt có khi mình vô đồ hộ chịu phải không, ngán quá thì có họ làm sắm á cũng hỏi từng tháng, hỏi mới từng tháng ngoài rồi đâu thấy bà chị có thấy đóng từng tháng hoài, đặt lúc đó đặt khổ lắm, đặt lấy hoài à, đâu có tiền đâu. Chọn nữa. Cứ đó ra có 40 cái lú và 40 lần cây rồi đặt kiếc rồi lấy còn có hai mấy cái lú cứ hoài cứ hỏi từng tháng hơn tháng hoài. Bà chị không, bà thấy khổ, bà thấy thôi mày giờ mày vô đồ hụi đi, mày giờ đóng lần lại ta chứ không thôi mày đóng từng tháng hoài chết luôn. Mấy nghe lời quá, vô đồ hụi rồi hốt đóng lần lại tới đâu dứt lần tới đó, chứ còn từng tháng dứt không nổi. Đó làm khổ lắm. Bây giờ chiếc xuồng của anh là bây giờ là nó, nếu mà con xuống cấp thì bảo dưỡng lại còn tốn khoảng bao nhiêu tiền? Giờ thôi. Cấp lại ra này khoảng chừng mười mấy triệu. Còn xuồng gỗ này nếu mà dán lại á, gọi là gì ta? Dán keo lại á. Keo lại 6 triệu. Anh không có rước tụi em á, thì giờ này anh đã ngủ chưa? Ngủ rồi hả? Ngủ cái đầu cài giờ, cái 1 giờ cái đầu thức. Dạ. Mình phải ngủ sớm hơn. Dạ. Thường thì mấy giờ anh ngủ anh Từng? Thường hả? Dạ. Thường cỡ, nếu mà nhậu rồi phải không? Ừ. Cỡ 6 giờ 6 rưỡi là bắt đầu nhậu, cỡ chừng xị là 6 giờ rưỡi. Là mình uống rượu để cho nó dễ ngủ. Cho dễ ngủ chút. Còn nếu mà không uống ha là thức phê tới 9 10 giờ thì mới có ngủ. Mất ngủ, sức. Ngủ rồi cái lại quay quên rồi, quên cái khi quên cài giờ cái đầu quên luôn. Không ấy, còn có mình có rượu, có chừng xị rượu vô cái đầu. Cái đầu ngủ, cái đầu ngủ sớm, cái đầu tới 10 tới 1 giờ tới là cài giờ là mình hay rồi. Mình có thường ngủ trên xuồng như thế này có thường giật mình không? Có. Đấy, thì mình có sóng nước anh ha. Sao mình giật mình hoài ấy, chờ chuyển đầu đó giật mình, chứ nếu mà không chuyển chờ mình chạy ngược cho vô. Thường đậu ngoài không à. Mưa gió thì sao anh? Mưa thì là có mấy cái ở trển, nó có mấy quịnh trển ăn lũ vô đó, cái đầu mình núp mưa chứ núp sóng đâu chứ đâu ấy đâu. Có ngủ được không? Mưa gió thì đâu ngủ được đâu. Ừ. Thức hoài chứ đâu ngủ được đâu. Dạ.
ướt luôn mấy miếng dán này luôn hả anh? Không, bỏ xuống thì có cây dông quá dông thì cũng ướt hết trơn. Còn không dông thì đỡ đỡ chút. Dạ. Có trong này êm mà còn ở ngoài, ông đặt ở ngoài là dông gió là thường thường ngoài là đậu ngoài không chứ không ít có đậu trong này. Dạ. Tại đậu này cái đầu lại quay lú nó lâu lâu cái đầu nó đột kích nó lấy hoài. Dạ. Thì đậu ngoài giữ. Sáng thì anh làm xong thì mấy giờ anh đi bán? 5 giờ hả? 6 giờ sau gửi nó mới căng cá. Vậy khi nào anh ăn sáng có ăn sáng gì không? Có, căng cá gọi lên có khi ăn tô bún, tô cháo hay gì cái đầu xuống cái đầu đi bổ lại. À. Lặn bổ lại. Rồi anh đi vậy thì anh tự nấu ăn luôn hả? Tự nấu ăn luôn. Chiều đồ ăn cũng tự làm không á chứ. Có vợ thì vợ làm, còn mình đi mình nên thử. Vừa làm vợ vừa làm chồng luôn. Đồ thì mình tự giặt ở dưới này luôn anh ha? Tự giặt luôn. Dạ. Cái xuồng của anh Từ á thì nó đỡ trồng trền hơn, đỡ lắc lư hơn cái xuồng của anh Hồng. Xuồng đó xuồng BK mà xài thì nó muôn lần thì xài nó chắc hơn, còn như xuồng này ghe này giờ có khi lâu lâu đổi hoài đổi lại đi khoảng chừng 60 năm cái nó mục chỗ nào mục cái đổi lại, còn xuồng BK thì nó ít có mục mấy 20 năm không chừng. Anh Hồng ơi, là tô của anh đâu? Đi như Mỹ nó bây giờ chưa có trụng của anh. Hai em ăn đây. Thôi, ta trụng cho anh với lại anh Từ ăn luôn. Còn cơm nữa kìa. Hai em ăn đi, anh nãy anh có ăn cơm thêm rồi. Dạ. Ừ. Sao đâu để. Dạ. Anh đói không? Anh mày không? Hả? Trụng cho anh Từ một tô nữa. Anh có thường ăn tối vào lúc này không? Không. Anh ăn chiều không rồi là xong rồi cái tối cũng đúng á. Ừ. Có còn cơm nguội lại thì mình ăn thêm cho. Dạ. Có cơm nguội thì mình ăn cơm nguội. Đúng rồi. Mình có mì thì mình ăn mì. Đó. Còn đây là cái món mà hồi chiều mà anh khoe với mình. Đó là cái món cá hủng khỉnh kho quéo. Hai tô mì với lại cơm. Tối nay này ăn trên sông nước gì ngon quá không? Nghe cái mùi là đó. Anh. Anh quéo cái này nè. Nghe cái mùi đó bụng rồi. Sao đói bụng anh? Ngon quá. Cái mùi đó khắc lên á. Là đói bụng á hả? Ừ, cái mùi đó bụng. Làm thêm một tô mì cho anh. Anh Từ. Anh Từ. Ngon quá. Mời anh ăn cơm nha. Có ai mà thấy ăn cơm mà ngồi trên này không? Mà phải đội đèn nào không? Ghê không? Cái này ngồi trên cái đống lú ngồi đội đèn đang chờ một bát mì như thế này đã ghê á. Thật ra thì khi mà mình đi như thế này mình trải nghiệm mình thấy thú vị, nhưng mà sống thì mình mới thấy cái khổ. Sống thì lại đi thì lâu lâu đi thì thấy vui lắm, còn sống với từ nó trên nó chán. Ừ. Sống kiểu này anh nó cũng thú vị nhưng mà không có tiền mà nhiều lúc nó chán. Giờ anh mà ao ước anh có tiền thì anh mua đồ nghề của anh là anh bỏ nghề này anh lên bờ làm nghề cơ khí. Cơ khí anh biết hàng nữa hả? Biết. Hàng cho nên vừa rồi bị tai nè. Tai nạn á. Sắm đồ nghề nó cũng khoảng 20-30 triệu. Rồi nếu mà sắm đủ thì không biết bao nhiêu cho đủ, nhưng mà mình nước được nhiêu thôi. Mình sau khi mình có nữa thì mình mua đồ thêm chứ ai mà giúp đỡ cho mình tới đủ đâu, đúng không? Thì con lú cũng vậy thôi, hoài với có ấy đâu. Đâu có tháo xuống hả? Em có ai hóc phố không? Tháo rồi từ ra có không? Mất gốc lặn đồ mới có tháo đèn ra. Phong ấn tượng như cái món hùng hỉnh này nè. Tối thì nếu như mà đói bụng thì tụi anh ở trên này thường ăn gì? À? Anh thường ăn gì ở trên này? Đây chỉ chủ yếu con nguội cơm thôi chứ đâu ấy đâu. Con nguội. Ừ. Con nguội đó mình hâm lại. Mình đâu có cà phê cà pháo gì được. Cà phê tự pha á. Phê ít lắm. Phê coi bán cá chắc sáng uống được liền rồi. Đi chợ đó. Cá chợ uống ra. Sáng là chút đỉnh. Về qua đây thì cũng nấu cơm ăn nữa.
Nhưng mà món này ăn ăn bắt mồi nè. Đúng rồi, món này mà ví dụ như mình ăn còn lại á, chứ mình đừng có bỏ phí cái kho lại nữa, cái mình vắt mà cháo trắng lên ăn luôn đi. Đó. Ok. Ngon quá không? Cái cơm đúng không ạ? Ừ. Cá linh chứ, cá linh. Cái lòng đông với cá linh một hai con, có một hai con cá linh non. Còn như lòng tông nhỏ nhỏ. Cá lòng tông nhiều quá không? Lòng tông nhiều. Với lại cá bóng. Đúng rồi. Mai nước về trễ, mai nước về trễ cho nên cá linh mình nó là đầu nguồn á là nó bị nó không có trôi xuống đó. Dạ. Biển hồ không có trôi xuống được. Cho nên là nó cá nó yếu. Cá nào cũng yếu. Buổi sáng đi anh thường mấy giờ mới ăn cơm? Anh cảm giác mà lúc mà 3 giờ khuya mà anh lặn xuống sông với cái dòng sông nó lạnh tanh như vậy thì lúc đó anh cảm giác sao anh Từ? Nói chung là mình đặt kiến bãi bến nó quen rồi, lặn hoài ngày nào cũng lặn vô đó, đâu mình thấy cũng biết là đâu sợ. Cũng ban đêm á có khi mà phút đó mất gốc phải không, em cứ phiêu quá bỏ khúc, có khi khoảng chừng 5 giờ sáng á quay lại cốn. Nhưng mất gốc cho đó 3 cây đi đi. Bỏ thấy đó cái 5 giờ cái rồi mình lại đó mình lặn đó cái rồi mình gỡ gốc. Dạ. Sau khi mà tụi mình ăn xong á thì anh Từ ngồi tâm sự với Phong. Thì lúc này thì anh Hồng đang rửa lại những cái chén mà tụi mình vừa ăn xong á. Hai anh em cùng nhau đây, vô đây kìa. Tìm chỗ ngủ. Nằm tự cái cảm giác ở trên xuồng nó như thế nào, nó cứ lắc lư cái cảm giác nó đã hơn nó thiêu xe du lịch nó như là đi tàu đi xe không? Nằm đây bây giờ gì đó. Dạ anh em nằm đó bây giờ là một chiếc xuồng cái diện tích bề ngang là bao nhiêu phân? 1.2 chiếc vỏ bề ngang là 1.2 cho 3 người ngủ. Hai là tới ba người ngủ. Mỗi người 4 tấc. Chuyện lạ ở Việt Nam. Chuyện lạ Việt Nam. Một cái căn phòng nhỏ nhất. Tối nay thì phải gác cái chân lên đây nè. Người ta nói là ăn ngủ là gác tay này gác chân luôn. Không gác chân qua cửa sổ. Anh Tư ơi. Chúc anh ngủ ngon nha. Đổ dầu 160 rồi mà còn đây 40.000 nè, mà không dám xài nữa nè. Là vợ cho anh 200.000 đi hả? Ờ. Còn đổ dầu á. Rồi còn được 40.000. Còn 40.000 nè. Hay. Thì chỉ là ngày nay anh chỉ ăn với kho quẹt thôi đó hả? Đúng rồi. Không có cá bán nữa. Ừ. Đổ dầu hết 160.000 rồi. Ừ. Nếu như may không có nữa rồi anh chạy về nữa lỗ vốn 200.000 luôn. Đúng rồi. Lỗ luôn nó thiệt chứ. Thôi hy vọng mà tối nay ngủ sáng mai nhiều cá. Bắt nước. Bắt nước. Cái ghe tụi mình ngủ nè, anh Hồ ngồi rồi ngủ chặt ém á. Bây giờ đã hai cái chân qua cửa sổ nè. Hai cũng vậy hết. Đây chỉ một cái khoảng trống này nè cho anh Từ, anh Hồng nè. Ngủ trắng nè. Đối với nhiều người á thì 200.000 thì chỉ đủ bữa ăn sáng cho gia đình thôi. Nhưng mà đối với anh Hồng ở đây á, mới vừa khoe một cái chiến tích là vẫn chưa sử dụng ngàn nào trong một ngày. Chỉ có 160.000 đổ xăng dầu cả đi và về. Nếu như ngày mai mà thất bại nữa thì còn lại 40.000. Lúc đó là nó mới ra thu nhập nó mới có ra điện là 300-400. Còn bình thường như qua nay là không có đồng nào. Ở trong thì trong tối nay anh nghĩ là có cá. Anh cũng không biết ngày qua là cũng không có luôn. Bữa nay để thấy đó vậy. Tối nay cũng tiếp. Hôm qua là anh đặt bao nhiêu cá? Thường thì anh đặt có 50 mấy cái rồi. Nhưng mà ngày qua anh qua là đặt có 10 mấy cái rồi cũng không có. Người đặt tiếp tục. Để nó cuốn
Nếu đặt hết nguyên vàn đủ là cũng tới 4 tiếng. Sắp vô cho nó gọn ghẻ nè. Lưỡi cá này. Cái này nó lọc. Không có để ý cái ngón tay mà đầu ngón tay của anh Hồng. Cái đầu ngón tay nó phải bự. Nó phải bự tại vì lúc mà anh làm á, phần ngón tay của anh bấu víu nhiều lắm. Dài tay. Nên là nữa là cái đầu ngón tay nó phải bự hơn cái phần ở trong. Đúng rồi. Giờ mà anh nói mình để ý nha. Trong này còn nhỏ. Nếu mình cầm viết không thì ngoài nó nhỏ, ở trong nó bự. Lao động nhiều. Anh nếu như mà anh có một ước muốn thì anh ước muốn được cái ước muốn của anh là có số tiền để mua cái đồ nghề á, là cái máy tiện với cái khoan với cái bình vỏ đá. Số lượng tiền nó khoảng là mười mấy triệu. Thôi anh nghĩ làm nghề này luôn. Đúng rồi, mình làm bờ, mình làm cơ sở rồi. Cái vỏ lãi này là anh mua hả? Mua trả góp hay đúng sao? Rồi, mua hốc hội. Đó 12 triệu rồi, với cái máy 14 triệu rồi. Hốc đầu hội được 2 mấy triệu. Trả hết cho khách hội hết rồi chưa? Tới tháng 12 là mới hết. Tháng 12 âm. Vậy là còn 5 tháng nữa. 5 tháng mới giúp đồ. Mỗi tháng anh đóng nhiêu? 2 triệu. Làm mình không đủ sống hết tiền đâu đóng ta. Ví dụ như người ta bỏ 500 thì mình đóng 1.5 triệu, đúng không? Còn mình chết thì mình hốt rồi á, mình đóng hết luôn, đóng thẳng rồi là 2 triệu hoài. Chị thì không lao động nè, giữ cái em bé nè, giữ con nè, anh đi làm một ngày học lên học xuống như rồi tiền đâu đóng không có đủ. Vậy tôi thấy những lúc mình nấp giật đồ đủ mấy cái lúc đó. Còn mấy lúc khác là không có là đâu có đủ. Yeah. Có lúc thì cũng đủ. Lúc thì thiếu. Nói từ có lúc cũng đủ. Nhưng mà không đủ thì làm sao anh xây chở? Tại vì hụi thì phải tới ngày thì phải đóng. Đó, rồi cái tháng đủ đó, mình giữ đồng tiền đó, mình đắp qua cái tháng tiền. Gia đình anh ở trên bờ thì mỗi ngày là chi tiêu được khoảng bao nhiêu tiền? Chi tiêu khoảng hội rồi luôn, không bỏ hội đi giờ tính ăn uống mà. Dạ. Khoảng 200 ngàn. Là kể cả điện nước rồi luôn hay anh ha? Học hành điện nước rồi luôn. Mình gói ghém dữ lắm á, 200 mới đủ. Nếu mà sang là đâu có đủ. Có ghép ví dụ như rau ở nhà vườn mình nó có đó. Đấy. Đồ ăn giờ nó cũng mắc lắm, nên mình mua mình nghĩ đặt cái này để không. Mình mua đồ ăn rồi mình thấy mắc dữ dội luôn á. Dù cá mình căng mình biết nó rẻ nè, nhưng mà mặt hàng bán ra trên bờ mình mắc dữ lắm. Dù tôm mình căng tôm tép mình căng 130 đi. Bờ bán tới 6, 7. Cá bóng gì nữa, cá bóng thì đang 50 thì bờ bán từ 7-80. Thật ra thì cái nghề sông nước này á, cái người đi làm ra con cá họ nghèo, còn những người mà bán cá này họ là giàu. Họ đâu có thấy đồng vốn, tao có đồng vốn. Ta có đồng vốn, tao xây, tao bán, tao lời. Với lại người ta có cái mạng làm ăn này. Đúng rồi. Mình bán không được đâu. Không được. Người ta bán được mà mình bán không được. Thì nên nghe tâm sự nó buồn thiệt đó. Nghe nói anh cũng có biệt tài hát hay lắm rồi đúng không? Là mùa nào vô tại sao ta quên? Quê em hay mùa mưa nắng không? Quê em nồng mùa nước lũ là vô đầu là quê em hay mùa mưa nắng. Quê em hai mùa mưa nắng, hai thôn nghèo nối dòng bờ đê, từng lý che xanh nghiêng nghiêng chiều hè. Ôi, hôm mai
mái tranh nghèo tình quê dạt dào, lời ru con tiếng vọng đông đưa như lời mẹ ru từ lúc ban đầu. Đúng không? Đúng rồi. Đây là chắc đang buổi tối thanh tĩnh quá, anh cũng ngại hát nữa. Thôi để rạng sáng nay đi. Tặng tụi em thêm bài nữa nha, bài mới thôi, khác bài này. Dạ, ca cổ đấy nha. Sáng mai dậy sớm chài lưới á. Ca cổ. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Nhìn nụ cười của anh hiền ghê nhá không? Anh Tư nằm ý này nè, hai cái chân đưa ra ngoài kia luôn kìa. Đưa ra cái bếp anh Tư ngủ á. Phong thì ở đây nè. Nhìn ra ngoài kia kìa Phong ơi. Một cái cảnh nó buồn ghê luôn á. Chúc anh ngủ ngon nha. Anh cũng còn không còn ngủ được nhiêu tiếng, còn 2 tiếng nữa hả?